Tôi, các bạn thân mến, tôi xin được trình bày nội dung đợt cấp COPD, nhiễm trùng và điều trị kháng sinh. Với chủ đề nhiễm trùng và điều trị kháng sinh, tôi xin được nhấn mạnh vấn đề xác định lại bản chất đợt cấp của COPD. Bản chất đợt cấp COPD là sự mất thăng bằng tình trạng viêm đường thở ở giai đoạn ổn định và làm tăng triệu chứng hô hấp. Và có một cái sự tương tác quan trọng trong sinh bệnh học đợt cấp COPD. Mối tương quan đó gồm có các cái hiện tượng quần cư hay còn gọi là colonization của vi khuẩn trên đường thở, phản ứng của cơ thể và nhiễm các tác nhân vi sinh mới gây đợt cấp. Nói như thế, chúng ta cũng phải hiểu rằng bản chất của đợt cấp COPD không đồng nghĩa với nhiễm trùng. Và đương nhiên là chúng ta cũng hiểu rằng đã không đồng nghĩa với nhiễm trùng thì chúng ta phải xét vấn đề chỉ định kháng sinh của chúng ta làm sao cho nó hợp lý. Nhìn vào định nghĩa đợt cấp COPD, có thể nói rằng là khoảng 50 năm vừa qua thì định nghĩa đợt cấp COPD chúng ta đã có những sự thay đổi, mặc dù rất chậm. Ban đầu chúng ta cho rằng đợt cấp COPD là tình trạng nặng lên của các cái triệu chứng hô hấp. Sau đó thì người ta bổ sung rằng là cái đợt cấp COPD cần phải bổ sung các cái thuốc điều trị, thí dụ như kháng sinh và corticosteroid toàn thân thì mới gọi là đợt cấp COPD. Và cho đến hiện nay thì rất nhiều các cái tác giả, các cái biên bản đồng thuận cũng như là các guideline quốc tế đều cho rằng đợt cấp COPD nên được xác định thêm bởi các cái giá trị hoặc là các biomarker có khả năng định lượng được một cách chính xác và khách quan. Thí dụ như là CRP, thí dụ như bạch cầu máu hoặc là bạch cầu toan hoặc là tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trên bạch cầu lympho. Ở đây chúng tôi xin được đề xuất một cái định nghĩa. Một cái định nghĩa đó thì gắn với một cái biomarker có tính chất khách quan mà như tôi vừa trình bày vừa xong. Trên cái định nghĩa đó thì người ta nói rằng là dựa trên các cái bằng chứng mà chúng ta đã có, đã đến lúc chúng ta cần ngưng sử dụng định nghĩa đợt cấp COPD chỉ dựa trên triệu chứng lâm sàng và các cái yêu cầu về chăm sóc dịch vụ y tế, thí dụ như là thuốc hoặc là thí dụ như là có nhập viện hay không. Ở bên tay phải của chúng ta thì có một cái kết quả nghiên cứu về phân tích dưới đường cong giá trị của chẩn đoán của các cái triệu chứng của đợt cấp và cái giá trị của cái đường cong ở dưới đường cong khi chúng ta chẩn đoán các cái triệu chứng của hô hấp của đợt cấp cộng với CRP. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vừa cộng các cái triệu chứng của hô hấp và vừa cộng với triệu chứng của CRP thì chúng ta sẽ có cái giá trị chẩn đoán rất là cao. Ở đây chúng ta thấy kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích dưới đường cong là 0.88, một cái con số hết sức là có ý nghĩa nếu chúng ta hướng đến việc chẩn đoán nguyên nhân và điều trị kháng sinh. Vậy xác định đợt cấp như thế nào thì có thể nói rằng trong lâm sàng chúng ta, các cái phương tiện chúng ta có thể tiếp cận chẩn đoán đợt cấp là rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần xác định xem là bệnh nhân có tăng khó thở hay không bằng một cái thang điểm với những câu hỏi đơn giản là có tăng khó thở hơn so với triệu chứng hàng ngày hay không. Chúng ta nên có các cái biomarker mà các biomarker đó có tính chất định lượng được và khách quan hóa cái xác định của chúng ta bằng xét nghiệm máu công thức ngoại vi và bằng CRP. Ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như bạch cầu đa nhân trung tính của chúng ta tăng trên 65% và CRP tăng trên 3 mg/lít thì chúng ta đã có một cái độ đặc hiệu của chẩn đoán đợt cấp là 0.95 và có thể hơn nữa. Thế như vậy là chúng ta đã có thể chẩn đoán được đợt cấp COPD và chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt đợt cấp COPD với hai cái bệnh lý có thể dễ nhầm lẫn nhất, đó là các cái tình trạng nặng lên của các cái bệnh lý tim mạch cũng như là viêm phổi. Ở đây chúng tôi không muốn lưu ý nhiều về vấn đề chẩn đoán viêm phổi vì nó không phải là cái chủ đề của cái báo cáo của tôi. Tuy nhiên tôi cũng rất muốn nhấn mạnh ở trên slide này rằng nếu chúng ta chẩn đoán phân biệt đợt cấp COPD với viêm phổi thì có nghĩa rằng là chúng ta không nên ngoại suy việc sử dụng kháng sinh của viêm phổi vào trong đợt cấp COPD. Đấy là một cái thói quen rất thường gặp hiện nay ở trong thực hành lâm sàng. Như vậy có thể nói rằng là đợt cấp COPD là sự xấu đi của các triệu chứng hô hấp vượt quá mức thay đổi bình thường như cái mà chúng ta vẫn thường nhận định. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn vào cái định nghĩa như vậy, chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái định nghĩa có tính gộp rất là nhiều trên cái nền tảng của đa dạng các cái căn nguyên gây bệnh
cũng như là đa dạng các cái bản chất sinh bệnh học trong đợt cấp COPD. Và như vậy rằng là chúng ta cần phải có một cái đánh giá rất cụ thể mà chúng ta gọi là phenotype đợt cấp. Ở đây chúng ta thấy rằng là dựa trên các cái biểu hiện của cái nhiễm trùng, người ta có một cái chiến lược tiếp cận điều trị kháng sinh. Thí dụ như là theo tài liệu Gold, người ta đề nghị rằng là chúng ta điều trị khi có các cái triệu chứng của tăng khó thở, tăng đàm và tăng đàm mủ, hoặc là có hai triệu chứng là có đàm mủ hoặc là bệnh nhân thở máy. Có một cái tác giả khác cũng đề nghị là chúng ta chỉ cần dựa trên cái CRP trên 50mg lít là được. Thì có một cái nghiên cứu phân tích rằng nếu chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn Gold để chúng ta điều trị kháng sinh, hoặc là chúng ta sử dụng CRP với cut up là trên 50mg lít, chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc điều trị kháng sinh của chúng ta là không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa cái định nghĩa nhiễm trùng của Gold và cái định nghĩa nhiễm trùng theo CRP. Nói như vậy có thể nói rằng là trong thực hành lâm sàng, nếu chúng ta vừa kết hợp các cái triệu chứng lâm sàng của cái đợt cấp nghi nhiễm khuẩn và chúng ta kết hợp với CRP thì chúng ta sẽ tạo nên được một cái hiệu ứng chẩn đoán chính xác về vấn đề điều trị kháng sinh. Vậy thì những trường hợp nào là chúng ta cần phải lưu ý có khả năng nhiễm trùng, thì đây là kết quả của một cái nghiên cứu rất là thú vị giữa cái nhóm có nhiễm trùng và nhóm không nhiễm trùng, cho chúng ta thấy những cái trường hợp có nhiễm trùng thì thông thường sốt tăng trên 38 độ, tăng bạch cầu ái toan, tăng bạch cầu đa nhân trung tính, giảm bạch cầu ái toan, tăng CRP và tăng CO2 là những cái thông tin mà chúng ta có thể thấy được là có một cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê nếu chúng ta quyết định vấn đề điều trị kháng sinh. Vậy điều trị kháng sinh hướng tới vi khuẩn như thế nào? Có thể nói rằng là vi khuẩn trong đợt cấp COPD đang được phản ánh một cách thiếu khách quan và thiếu trung thực. Chúng ta hoàn toàn không thể biết được vi khuẩn chúng ta phân lập được có phải là tác nhân gây đợt cấp hay không. Ở trong một cái phân tích meta-analysis cho chúng ta thấy rằng trên một cái số lượng rất lớn các cái nghiên cứu được đưa vào cái phân tích này cho chúng ta thấy là chỉ khoảng 50% các cái trường hợp đợt cấp COPD được xác định là có vai trò của vi khuẩn. Và cái tính chất của các cái phổ vi khuẩn của đợt cấp COPD là rất đa dạng. Người ta thấy rằng là phế cầu Haemophilus influenza, Moraxella catalis, Acinetobomani, Pseudomonas và Staphylococcus aureus là các cái vi sinh gây bệnh thường gặp nhất ở trong các cái nghiên cứu này. Tuy nhiên, tôi cũng rất muốn nhấn mạnh hai cái ý từ cái phân tích này, đó là chỉ khoảng 50% các cái trường hợp xác định được vi khuẩn gây bệnh và phổ vi khuẩn gây bệnh xác định được là rất lớn. Vậy chúng ta muốn có thể điều trị kháng sinh một cách hợp lý thì việc hợp lý nhất là chúng ta phân tầng bệnh nhân theo mức độ nặng và trên cơ sở đó chúng ta ngoại suy cái tình trạng nhiễm khuẩn. Đây là một cái bảng phân tích cho chúng ta thấy với những cái trường hợp nhẹ, ít đợt cấp nhập viện, chúng ta thấy rằng là cái phổ về vi sinh gây bệnh là không khác nhau giữa những người này và những người khác. Hay nói một cách khác là những trường hợp nhẹ và không có nhiều đợt cấp, không có đợt cấp nhập viện, chúng ta không cần quan tâm lắm đến vấn đề phổ vi sinh gây bệnh trong quyết định điều trị kháng sinh. Thế tuy nhiên những cái trường hợp mà có nhiều đợt cấp, đặc biệt là có đợt cấp nhập viện, chúng ta cần phải lưu ý Haemophilus influenza Moraxella catalis có khả năng tiết ra beta-lactamase trong vấn đề chúng ta quyết định điều trị kháng sinh beta-lactam, và chúng ta cần phải lưu ý phế cầu trong trường hợp này là có khả năng kháng thuốc. Những cái trường hợp mà rất nặng hoặc là những trường hợp có nhiều đợt cấp nhập viện hoặc là có đợt cấp nặng nhập viện thì chúng ta cần phải lưu ý các cái yếu tố về mặt tiền sử của họ có nguy cơ nhiễm trực khuẩn đường ruột kháng âm và nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hay không, và chúng ta quyết định điều trị kháng sinh hướng tới vi khuẩn kháng sinh kháng vi khuẩn Pseudomonas. Như vậy có thể nói rằng trong thực hành lâm sàng chúng ta đã đơn giản hóa rất nhiều cái bài toán mà chúng ta nói rằng là tình trạng nhiễm khuẩn trong đợt cấp COPD và tình trạng phổ rất rộng của các vi khuẩn gây bệnh trong đợt cấp COPD bằng những cái tiếp cận hết sức đơn giản. Nếu bệnh nhân không nặng, không nhiều đợt cấp và không nhiều tiền sử, chúng ta có thể điều trị kháng sinh một cách tương đối thoải mái trong việc lựa chọn. Nếu bệnh nhân nặng, có nhiều đợt cấp, có tiền sử nhập viện, chúng ta cần phải lưu ý vai trò của kháng thuốc. Và nếu bệnh nhân rất nặng, có nhiều đợt cấp nhập viện và có đợt cấp nặng nhập viện, thì chúng ta cần phải lưu ý vai trò của các vi khuẩn thuộc nhóm trực khuẩn đường ruột kháng âm và Pseudomonas. Vậy bản chất tế bào và vấn đề phenotype đợt cấp có giúp chúng ta trong vấn đề quyết định điều trị kháng sinh hay không? Ở đây chúng ta thấy có những cái phân tích rất là thú vị cho thấy rằng đặc tính tế bào viêm trong đợt cấp không giống nhau.
Cái thứ hai là tăng bạch cầu, tăng tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính có tiên lượng xấu hơn đối với những trường hợp đợt cấp CVD, đặc biệt là hướng tới vấn đề nhiễm khuẩn trong đợt cấp CVD. Và người ta thấy rằng nếu không tăng bạch cầu bái quan với một cái cut up là dưới 2% trong một micromet khối, và nếu như tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trên bạch cầu lympho trên 4,5 thì chúng ta biết rằng là có nguy cơ nhiễm khuẩn trong đợt cấp COPD và tăng nguy cơ xuất hiện đợt cấp sau 1 tháng. Và trong những trường hợp này thì vấn đề điều trị kháng sinh là rất cần thiết. Về vấn đề bạch cầu ái toan thì chúng tôi rất muốn lưu ý là bạch cầu ái toan chỉ tăng ở trong các cái tình trạng đợt cấp có vai trò của virus mà thôi. Nếu chúng ta nhìn vào bạch cầu đa nhân trung tính, chúng ta thấy nếu nhiễm virus vi khuẩn hoặc là không phân lập được tác nhân vi sinh, chúng ta thấy đều có sự tăng bạch cầu đa nhân trung tính so với nhóm chứng. Nên tuy nhiên với bạch cầu ái toan chúng ta chỉ thấy có cái hiện tượng tăng bạch cầu ái toan so với nhóm chứng ở cái nhóm có nhiễm virus hoặc là nhiễm virus đơn độc hoặc là nhiễm virus kết hợp với vi khuẩn. Hay nói một cách khác, trong những cái trường hợp như thế này chúng ta có thể ngoại suy khả năng viêm hướng tới TH2 và chúng ta có chỉ định corticosteroid. Vậy corticosteroid như thế nào, vai trò của nó như thế nào khi chúng ta dựa vào bạch cầu ái toan? Đây là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng cho chúng ta thấy nếu bạch cầu ái tăng tăng trên 2% mà nếu chúng ta không điều trị prednisolone, tức là corticoid toàn thân, thì cái tỷ lệ thất bại là 66%. Nhưng nếu như là bạch cầu ái toan không tăng dưới cái ngưỡng là 2%, nếu chúng ta điều trị prednisolone thì cái tỷ lệ thất bại khoảng độ chừng 1/4 các cái trường hợp. Hay nói một cách khác là những cái trường hợp mà không tăng bạch cầu ái toan, chúng ta điều trị corticosteroid có thể làm tăng nguy cơ diễn biến xấu trên những cái bệnh nhân mà chúng ta xác định đó là những trường hợp đợt cấp COPD nhiễm khuẩn. Vậy rõ ràng là CRP và giảm bạch cầu ái toan, hay nói một cách khác là tỷ lệ của bạch cầu ái toan trên bạch cầu lympho thay đổi, thì chúng ta có một cái nhãn quan nhận định về vấn đề phenotype bản chất viêm của bệnh nhân. Đây là một cái nghiên cứu cũng rất là hay, người ta chia làm 4 nhóm với 2 cái marker là CRP và tỷ lệ của bạch cầu ái toan trên bạch cầu lympho, chúng ta thấy thành 4 nhóm. Nếu như vừa có tăng bạch cầu ái toan vừa có tăng CRP, chúng ta thấy rằng là cái tiên lượng của bệnh nhân là xấu nhất. Và có thể nói như là CRP và bạch cầu ái toan hay là bạch cầu trong máu, công thức máu của chúng ta có một cái khả năng giúp chúng ta phenotype đợt cấp COPD và cho chúng ta một cái hình ảnh tiên lượng của bệnh nhân dưới điều trị. Đây là một cái nghiên cứu gần đây cho chúng ta thấy trong cái đợt cấp COPD mà do nhiễm virus SARS-CoV-2, cho chúng ta thấy rằng nếu như bệnh nhân có tăng cái tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trên bạch cầu lympho trên 3.13, nếu như bệnh nhân ở trên 50 tuổi thì cái tiên lượng của bệnh nhân nặng hơn so với bệnh nhân dưới 50 tuổi. Và chúng ta thấy rằng là nếu như cái tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trên bạch cầu lympho trên 3.13 ở bệnh nhân trên 50 tuổi thì chúng ta thấy rằng nó sẽ nặng hơn so với cái nhóm dưới 3.13. Hay nói một cách khác là những cái trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tuổi trên 50 với cái tỷ lệ neutral trên lympho trên 3.13 thì cái khả năng nguy cơ của bệnh nhân nặng và tử vong là cao nhất. Nói như vậy thì chúng ta có thể suy ra trong đợt cấp COPD, nếu chúng ta áp dụng cái chiến lược tiếp cận bằng tuổi và cái tỷ lệ neutral trên lympho với cái cut up 3.13 này, chúng ta có thể quyết định vấn đề điều trị kháng sinh hợp lý hay không hợp lý. Vậy chúng ta tiếp cận điều trị kháng sinh hướng tới vi khuẩn gì? Thì trong các cái nghiên cứu gần đây chúng ta thấy rằng việc mà xác định các tác nhân phổ biến trong đợt cấp COPD đều cho thấy là phế cầu Haemophilus Morrisella catalyst là các tác nhân vi khuẩn gây bệnh chủ yếu, và chúng ta cần hướng đến điều trị các tác nhân vi sinh này, kể cả bệnh nhân ở cộng đồng, kể cả bệnh nhân nhập viện. Những cái trường hợp có yếu tố nguy cơ nhiễm trực khuẩn gram âm và pseudomonas thì chúng ta sẽ có những cái chỉ định điều trị kháng sinh hướng tới các cái vi khuẩn này. Tuy nhiên thì tôi cũng rất muốn nhấn mạnh rằng cái tỷ lệ này ở trong đợt cấp COPD là rất thấp. Về vấn đề thời gian, chúng ta điều trị kháng sinh cho đợt cấp COPD là từ 5 cho đến 10 ngày. Nếu chúng ta còn băn khoăn vấn đề có nên chỉ định tiếp tục điều trị kháng sinh tiếp tục hay không quá thời gian 5 đến 10 ngày thì chúng ta nên dựa vào các biomarker nhiễm trùng để chúng ta khách quan hóa cái vấn đề quyết định điều trị kháng sinh của chúng ta. Như vậy rõ ràng là cái chỉ định kháng sinh
ở trong The Cup COD là tương đối rõ ràng. Nên tuy nhiên trong thực tế chúng ta thì việc áp dụng chiến lược tiếp cận điều trị kháng sinh thì rất phức tạp và có thể nói rằng có khuynh hướng lạm dụng. Đây là một cái nghiên cứu trên toàn khu vực châu Âu cho chúng ta thấy khi phân tích cái việc kê đơn kháng sinh trong các bệnh viện cho đợt cấp COD thì người ta có nhận định rằng có một cái sự lạm dụng rất rõ về vấn đề sử dụng kháng sinh có liên quan đến cả các cái biến số thuộc về bệnh nhân và liên quan đến cả các biến số về mặt thực hành của các cái thầy thuốc. Thực sự là chúng ta cũng không thể nói là chúng ta khác với cái thực tế của châu Âu được. Vậy tác nhân vi sinh của chúng ta nói rằng là Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis và phế cầu có thực sự là các tác nhân vi sinh gây bệnh phổ biến hay không? Thì đây là một cái nghiên cứu thực tế ở Việt Nam cho chúng ta thấy. Chúng tôi nghiên cứu trên các cái trường hợp đợt cấp COD nhập viện đa trung tâm cho chúng ta thấy hình ảnh của phế cầu, hình ảnh của Haemophilus influenzae và Moraxella catarrhalis là các cái vi khuẩn phổ biến nhất ở trong cái thực hành lâm sàng đối với đợt cấp COD nhập viện. Tuy nhiên thì nhìn lại vấn đề điều trị kháng sinh của chúng ta cho thấy cũng rất là bất hợp lý. Ở trong cái phác đồ điều trị kháng sinh đối với những bệnh nhân đợt cấp COD nhập viện trong nghiên cứu này có 28%, xin lỗi, có 23,3% là không điều trị kháng sinh. Trong đó có 23,3% có điều trị kháng sinh kết hợp và trong đó có khoảng 23,3% là có thay đổi kháng sinh trong quá trình điều trị theo hướng tăng lượng kháng sinh và kết hợp kháng sinh. Thì như vậy có thể nói rằng là cái tính chất điều trị kháng sinh của chúng ta so với phổ vi sinh gây bệnh là có vẻ như không hợp lý và khá là thay đổi giữa các cái sai nghiên cứu. Như vậy chúng ta cần phải sử dụng kháng sinh gì cho nó hợp lý? Thì đây là cái nghiên cứu và đây là cái khuyến cáo của NICE cho chúng ta thấy rằng là có một cái phổ rất rộng kháng sinh đã được khuyến cáo sử dụng trong đợt cấp COPD. Và cái phổ kháng sinh này nó rộng như thế này thì rõ ràng là chúng ta khá lúng túng trong việc quyết định lựa chọn kháng sinh nào để cho điều trị. Như vậy chúng ta cần phải tiếp cận điều trị kháng sinh theo cách phân tầng mà tôi vừa trình bày. Thứ nhất là rất cần hướng tới vi khuẩn gây bệnh phổ biến. Thứ hai là rất cần có các cái hướng dẫn về đặc điểm vi sinh gây bệnh kháng thuốc của từng địa phương để chúng ta có cái việc sử dụng hợp lý cho nó đúng và vấn đề vai trò của điều trị kháng sinh hướng tới các vi khuẩn gram âm và pseudomonas chúng ta cần phải hết sức thận trọng vì nó không rõ ràng. Đầu năm 2021 thì chúng tôi có một cái xuất bản thông qua cái biên tập và chủ trì biên soạn của Tổng hội Y học Việt Nam khuyến cáo việc sử dụng kháng sinh kinh nghiệm cho những trường hợp ngoại trú cơ bản dựa trên amoxicillin kết hợp với kháng beta-lactamase. Đối với những trường hợp nhập viện thì không có nguy cơ nhiễm pseudomonas thì chúng ta khuyến cáo sử dụng ceftriaxone như là thuốc lựa chọn đầu tiên. Còn những cái trường hợp có nguy cơ nhiễm pseudomonas thì chúng tôi khuyến cáo việc sử dụng cefepime hoặc là piperacillin tazobactam như là các cái lựa chọn đầu tiên. Vậy chúng ta điều trị amoxicillin hay là amoxicillin clap? Amoxicillin clap chúng ta cần phải ưu tiên lựa chọn vì trong các cái nghiên cứu của Việt Nam tỷ lệ Haemophilus influenza và Moraxella catarrhalis ở Việt Nam là rất cao. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự kết hợp với kháng beta-lactamase để chúng ta chỉ định điều trị. Và khi chúng ta chỉ định điều trị amoxicillin thì chúng ta cần phải điều trị với liều là từ 1 gram nhân 3 lần một ngày trở lên thì mới đạt được cái thai trên MIC với cái MIC của phế cầu hiện nay đối với penicillin ở Việt Nam. Qua cái phần trình bày của mình tôi xin được có một số các kết luận như sau. Thứ nhất là nhiễm vi khuẩn không có ở trong khoảng một nửa số trường hợp đợt cấp COPD. Hay nói một cách khác là bản chất nhiễm trùng trong đợt cấp COPD rất không khẳng định và quyết định điều trị kháng sinh cũng cần phải theo cái quan điểm đó. Cái thứ hai là thuốc kháng sinh được kê đơn cho khoảng 86% các cái trường hợp nhập viện nhưng bằng chứng ủng hộ cho cái việc sử dụng kháng sinh là không rõ ràng. Cái thứ ba là hiệu quả điều trị kháng sinh rất nhỏ, không nhất quán đối với kết cục thất bại điều trị, không có đối với các kết cục khác, thí dụ như tử vong, thời gian nhập viện. Đây là những cái kết luận từ các phân tích của cho chúng ta thấy là cái bệnh cảnh lâm sàng của nhiễm khuẩn và vai trò kháng sinh là rất là phức tạp. Vấn đề phân tích cho thấy kháng sinh chỉ có lợi rõ đối với những bệnh nhân nặng nhập ICU và hiệu ứng kháng sinh không nhất quán đòi hỏi các cái nghiên cứu về dấu hiệu lâm sàng và sinh học để có thể giúp xác định được những bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ thuốc kháng sinh, đồng thời tiết kiệm được kháng sinh cho những bệnh nhân không được hưởng các cái lợi ích đó và tránh được các tác dụng bất lợi của kháng sinh, thí dụ như là các cái tác dụng phụ cũng như là vấn đề tốn kém và tạo nên các cái quần thể đa kháng thuốc. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn.